Xin chào tất cả các bạn, và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay ngày 6 tháng 1 năm 2019 và cũng là ngày 1 tháng 12 của năm Mậu Tuất. Xin chúc các bạn một tháng cuối năm bình an, vạn điều như ý. Và sau đây em xin được giới thiệu những mặt hàng lan mà cơ sở của bên em mới cập nhật, cũng như là báo giá những mặt hàng lan mà cơ sở bên em đang có. Mức giá mà em đưa ra ở đây chưa bao gồm phí ship, nên khi nhận lan các bạn vui lòng thanh toán tiền lan và tiền cước phí vận chuyển cho nhân viên bưu tá. Bên em không bao ship, em nhắc lại nhé, là bên em không bao ship ạ. Vâng, và sau đây thì em xin được vào công việc chính của ngày hôm nay, là giới thiệu những mặt hàng lan mà cơ sở của bên em đang có. Đầu tiên, trước màn hình của các bạn ở đây, đó là còn một phần cái u lồi này. U lồi hiện giờ đây là cái mặt hàng mà cũng rất là hot luôn. Có những thân ở đây đã có nụ hoa nha các bạn. Này, có những thân thì có thể là chưa ra, nhưng mà trong thời gian tới đấy ạ, thì nó sẽ ra đấy ạ. U lồi bên em bán với mức giá là 280.000 đồng cho 1 kg. Chỗ này có lẽ cũng chỉ còn khoảng tầm hơn 2 cân thôi. Tiếp đến, ở đây là mặt hàng Lana Ngọc Thạch 3 màu ạ. Bây giờ em còn 2 bó Ngọc Thạch. Hiện giờ thì mỗi một bó ở đây có mức giá là 100.000 nhá. Bên mà còn ít nên là bên em sẽ bán theo bó luôn cho nhanh. Đây ạ. Mỗi một bó ở đây thì đều có được bên em đã chia ra có cả thân dài và thân ngắn rồi, nên là các bạn chỉ việc là đặt lan thì các bạn nói luôn là lấy một bó Ngọc Thạch vì bên em sẽ tự hiểu luôn. Bên cạnh đây đó là một bó tóc tiên, bên em còn một bó đấy ạ, 100.000 đồng cho một bó tóc tiên Bắc đấy ạ. Dài khoảng tầm 40 cho đến 60 phân nhé các bạn. Tiếp đến ở đây bên em còn hai bó ý ngọc nhé, mỗi một bó ý ngọc ở đây cũng là 100.000 đồng ạ. Đây ạ. Và bên cạnh ý ngọc ở đây sẽ là mặt hàng lan hoàng thảo vôi. Đây là mặt hàng lan hoàng thảo vôi loại đẹp nhé các bạn. Loại đẹp thì hiện giờ bên em cũng mới cập nhật về, cũng chưa cả bỏ dây đấy ạ. Vâng ạ. Cái loại vôi đẹp này bên em bán sẽ là 250.000 đồng cho các bạn, bao không bị dập gãy ạ. Còn có một chút ở đây cái hàng giống thì bên em bán hàng giống thì là 200.000 đồng cho 1 kg. Đây là loại vôi giống và bị gãy thân hoa cũng như là cái thân già khá là nhiều, các bạn lấy về để trồng vào nhà vườn và chăm sóc thôi ạ. Tiếp theo ở trên đây là mặt hàng giáng hương tam bảo sắc ạ. Giáng hương tam bảo sắc hôm nay bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg. Tiếp theo sẽ là mặt hàng lan kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân, em xin lỗi, đây là long tu xuân nhá. Vâng, long tu xuân, đây là long tu xuân loại đẹp ạ. 250.000 đồng cho 1 kg long tu xuân lại đẹp. Em sẽ vào gần đây luôn. Long tu xuân lại đẹp ở đây thì sẽ bao khô đều đẹp, không gãy ngọn cũng như là gãy thân hoa. Các bạn lấy về ghép lên bảng giớn và chỉ việc đợi mùa ra hoa và chơi hoa thôi ạ. Còn bên cạnh đây là mặt hàng long tu xuân hàng giống ạ. Long tu xuân hàng giống thì sẽ có những thân ở đây sẽ là ngắn hơn chứ không được dài như là cái loại đẹp. Nhưng mà không sao, bạn nào nhà vườn lấy về trồng chăm thì một năm sau nó cũng không thua kém gì hàng đẹp nhé. Ở đây, long tu xuân giống bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến ở đây sẽ là mặt hàng lan đùi gà tròn ạ. Đùi gà tròn hôm nay về phiên này em rất là ưng ý luôn. Thân nào thân đó đều luôn nhé, các bạn xem này. Em cầm lên cho các bạn xem. Đây ạ, thân to đều đẹp nhé các bạn. Đùi gà tròn cũng là một trong những mặt hàng lan nở vào mùa xuân và cũng đang rất là hot trong cái thời gian qua. Bên em thường là không đủ cung cấp cho các bạn luôn ạ. Hôm nay bên em về cũng không được nhiều lắm. Chỗ này thì cũng cỡ khoảng gần chục cân thôi, nhưng mà cũng có khá là nhiều đơn mà bên em đang thiếu, và cũng chút nữa cũng một nửa đã gửi cho các bạn đã đặt sẵn rồi. Đùi gà tròn hôm nay bên em bán với mức giá là 230.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến trên đây đó là mặt hàng lan đuôi chuột loại lớn nhé các bạn. Xin lại các bạn là đuôi chồn loại lớn nhé. Đuôi chồn loại to bên em bán với mức giá là 240.000 đồng cho 1 kg ạ. Đây là đuôi chồn loại lớn, 240.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến là mặt hàng chồn giống nhé. Đây là mặt hàng lan chồn giống ạ. Bên em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1 kg hàng chồn giống nhé. Đây, nó cái hàng chồn giống này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút thôi. Tiếp đến là mặt hàng lan đuôi chuột đây ạ. Đây, đuôi chuột nãy khi em vừa báo nhầm đây. Đây là mặt hàng lan đuôi chuột nha các bạn. Đuôi chuột em sẽ cầm lên cho các bạn đây ạ. Vâng, lan này thì
bên em bán cũng khá là nhiều phiên rồi đấy. Các bạn nào theo dõi thường xuyên cũng sẽ biết một trong những loại lan mà em rất là yêu thích, chơi từ rễ đến cả thân nhé, cả hoa luôn. Lan đuôi chuột hôm nay bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến là mặt hàng lan bạch nhạn. Bạch nhạn hôm nay bên em bán là 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Bạch nhạn cũng không còn nhiều ạ. Bạch nhạn thì chủ yếu ở đây là đều là xếp V, xếp lưng là chủ yếu nhé các bạn. Bạch nhạn 150.000 đồng cho 1 kg. Tiếp theo trên bạch nhạn sẽ là lan báo hỉ ạ. Báo hỉ 180.000 đồng cho 1 kg nhé. Hiện giờ báo hỉ thì nó đã xuống lá gần như hết rồi ạ. Còn chỉ một số lác đác, cây còn lại chút lá thôi ạ. Đây, khô cong nhé. Có nhiều bạn mới chơi lan khi nhận được bảo sao mà ngửi như cái đống củi khô. Thì đúng là em không biết nói sao. Em cũng chỉ giải thích lại luôn là lan báo hỉ mùa này nó khô như này là quá tốt rồi. Chỉ sợ nó bị úng thôi ạ. Còn khô mà nhận đến tay các bạn về trồng thì tuyệt vời nhất rồi ạ. Tiếp theo bên cạnh lan báo hỉ là mặt hàng lan môi tua. Môi tua phiên này về cũng rất là ưng luôn. Tươi roi rói nha các bạn. Môi tua 120.000 đồng cho 1 kg ạ. Bên cạnh môi tua ở đây là mặt hàng lan sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên bên em hôm nay về cũng không được nhiều. 230.000 đồng cho 1 kg sơn thủy tiên nhé các bạn. Sơn thủy tiên ạ. Rồi ạ. Tiếp theo trên sơn thủy tiên ở đây là mặt hàng kim điệp nhựa, hay còn gọi là kim điệp thơm đấy ạ. Kim điệp thơm đây của phiên ngày hôm nay bên em đấy ạ. 250.000 đồng cho 1 kg hàng kim điệp thơm nhé các bạn. Số lượng về là rất là nhiều, đủ để chia sẻ luôn cho các bạn cả phiên ngày hôm nay luôn. Tiếp theo là mặt hàng lan kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Kim điệp xuân hôm nay về thì cũng cây toàn là loại to thôi nhé các bạn, không có những loại rời rạc và quá bé đâu ạ. Những cái loại rời thì bên em sẽ chỉ bù vào cho các bạn khi mà còn thiếu khoảng tầm 1-2 cây cho đủ 1 cân chẳng hạn ấy, khi các bạn mua theo ký hoặc là theo lạng đấy. Kim điệp xuân đấy ạ. Bên cạnh kim điệp xuân ở đây là mặt hàng lan kiều vàng ạ. Vâng, kiều vàng hôm nay bên em về thì nó cũng ở lại mức trung bình, không dài lắm đâu. Kiều vàng bên em bán nó là mức giá là 160.000 đồng cho 1 kg nhé. Bên cạnh kiều vàng ở đây sẽ là mặt hàng lan phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì mùa này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nó đang ra những cái thân tơ và những thân tơ ở đây đang phát triển rất là dài rồi. Có những thân tơ đã lên khoảng tầm 40-60cm nhé. Có những thân thì mới nhú thôi. Phi điệp vàng cũng là một trong những dòng lan mà dễ chơi, dễ trồng. Nếu mà các bạn mới chơi thì cũng nên mua về thử để sưu tầm. 150.000 đồng cho 1 kg phi điệp vàng ạ. Trên đây sẽ là mặt hàng lan trúc mành. Lan trúc mành hàng Tây Bắc nhé. Thân có đặc điểm là hơi phình và màu nâu đen. Trúc mành hàng Tây Bắc 250.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp theo ở đây là mặt hàng lan long tu xanh hoa tím, hay còn gọi là long tu đá đấy ạ. Long tu xanh hoa tím bên em hôm nay bán với mức giá là 220.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến là mặt hàng lan hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc lô hôm nay cũng rất đẹp nha các bạn, thân to đều đẹp luôn đây. Nó cũng đang xuống lá thôi, khi mà gửi đi cho các bạn bên em cũng sẽ chủ động ngắt bớt những cái lá nào mà nó cũng đã xuống quá già ấy, thì để cho các bạn cũng đỡ hơn về cái mặt kg, và thứ hai nó để tránh bị thối nhũn. Hạc vĩ Bắc 280.000 đồng cho 1 kg ạ. Và cuối cùng bên đây sẽ là mặt hàng lan hoàng thảo tam bảo sắc nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc cũng không còn nhiều ạ. 250.000 đồng cho 1 kg hoàng thảo tam bảo sắc, một trong những loại lan mà cái hoa rất là đẹp luôn. Vâng, vừa rồi là những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay bên em mới cập nhật. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102. Em xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.